Việt Nam chút xíu nha. Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Sẵn dịp đi qua quận 4 này rồi, sau cái video hỏi thăm người thân ở đường Tôn Đản thì tiếp theo em mời cô chú anh chị và các bạn, chúng ta sẽ đi vào một con hẻm, mà cái hẻm này cũng thể theo lời yêu cầu của cô chú anh chị có nickname Phương Nguyễn, và đó là cái hẻm 266 Tôn Đản. Và hiện tại chúng ta đang có mặt ở đây là đường Đoàn Văn Bơ, đoàn Văn Bơ nối dài đó, và đây là chợ Cầu Cống, và đây là cuối đường Đoàn Văn Bơ giáp với Tôn Thất Thuyết. Và chúng ta sẽ xuất phát từ đây và đi thẳng đến đường Tôn Đản. Phía trước mặt chúng ta đó là đường Tôn Đản, và cái đường Tôn Đản là một trong những con đường mà có rất nhiều lời yêu cầu của chú anh chị. Nhưng mà một cái nội dung mà lặp đi lặp lại hoài thì không biết của chú anh chị các bạn có la không, mong của chú anh chị thông cảm nha, tại vì có những anh chị cô chú mới xem rồi cũng nằm trên có địa chỉ, có những cái thông tin nằm trên con đường Tôn Đản này, nên thành ra chúng ta phải đi khám phá lại một lần nữa. Và hôm nay là cái địa điểm khác, bà con thông cảm nha. Mình cùng đi vào chợ Cầu Cống để xem cái hình ảnh của ngôi chợ này ngày hôm nay như thế nào. Và thẳng đường này mình sẽ ra đường Tôn Đản nè. Nếu đi thẳng Đoàn Văn Bơ nữa thì mình sẽ ra Hoàng Diệu. Thẳng nữa thì sẽ lên cầu Ca Mét luôn đó. Và nơi đây cũng hỏi thăm mấy người ở khu vực chợ Cầu Cống này, nhưng mà họ không có biết thông tin về người thân của chú Cường, nên thật ra hy vọng là chú có xem video clip thì chú cũng nhớ ra thêm một điều gì đó, địa chỉ gì đó thì chúng ta sẽ dễ tìm hơn. Và hẻm 1266 đường Đoàn Văn Bơ, đường Tôn Đản, chợ nó nhầm hoài, nằm ở bên cánh phải. Chúng ta qua ngã ba này là ngã ba Vĩnh Khánh đó, con đường bán ốc rất là nhiều luôn. Bên phải là số chẵn, bên trái là số lẻ. Cũng có mấy comment của cô chú anh chị nói về những cái địa chỉ ở trên đường Tôn Đản này, nhưng mà chắc là em sẽ thực hiện lần lượt. Chứ Tôn Đản hoài thì cũng kỳ, nên thật ra mình sẽ xen lẫn vào đó là những nội dung khác ha. Chúng ta tới đây là số 142 rồi, mình tới một tí nữa thì địa chỉ số 266. Và không biết hẻm 266 này là hẻm cùng hay là hẻm thông đây, mình cùng khám phá thử. Bên trái chúng ta đó là số lẻ. Và hôm nay là ngày 1 tháng 1, mình đi khám phá lòng vòng ở khu quận 4, số 214 rồi, tới tí nữa. Hôm bữa thì mình đi bộ, mình đi nhìn qua bên phải, giờ mình đi bên trái ha, mình nhìn lại bên kia xíu. Và sẽ tới hẻm 244 rồi, và hẻm 266 sắp tới một tí. Nhưng mà không biết nhà của chú anh chị là nhà nào nha. Hy vọng trong video clip này anh chị nhìn thấy rõ ngôi nhà của mình hơn. Và trong lúc thực hiện video thì cũng không tránh khỏi cái thông tin nhầm lẫn, nếu có sai sót câu chuyện cô chú anh chị thông cảm bỏ qua nha.
và bên cánh phải chúng ta có một cái hẻm 266, nhưng mà ngày nay thì không có số, chỉ số vẽ trên tường thôi, không có cái biển, không có cái biển báo, không có cái biển số nào hết. Đó. Ngay đây có một cái ngôi chùa. Này thì cũng nhỏ thôi, còn hai xe qua là vừa. Rồi 66 xuyệt chính. Trái và bên phải có những cái hẻm nhỏ nhỏ nữa. Ở đây có một hàng dừa, có hàng cây, có hàng dừa luôn, có nhiều cây dừa. Không biết hẻm này sẽ đi về đâu đây. Đây có nhiều nhà tôn nữa nè. Hẻm này cũng sâu quá hả? Ồ, đây có treo đèn lồng đẹp quá nè. Chết bà, chạy hồi mất phương hướng. Không biết thẳng là đi về đâu ha. Ok, cứ chạy đi. Có smartphone mà, chúng ta mở bản đồ coi. Ba lóng vẫn là hẻm 266. Như phía trước là hẻm cùng. Để em coi bản đồ cái đã. Chị để em chút xíu nha. Rồi chúng ta hoành lại thôi. Nhưng mà bây giờ để em xem coi có đường nào mình quẹo ra không nha. Sáu sáu xuyệt 90. Rồi trái hẻm 122 đi. Tới tí hẻm 122 mình rẽ trái.
rồi. Thôi qua cái hẻm quẹo rồi, thôi mình sẽ đi thẳng ra đường lớn luôn nè. Định quẹo trái thì ra đường Vĩnh Hội, nhưng mà mình qua cái ngã rẽ nên thành ra mình quay ra đường lớn rồi. Hẻm này thì cũng nhỏ, hẻm cũng vắng. À, ở đây có cái hẻm ra đường Tôn Thất Thuyết nè, à, chúng ta khám phá thử. Đây là hẻm số 266/3. Đang nó khiến chúng tôi 266/3 đường Tôn Đản. À, ra đây là đường Vĩnh Hội. Và cái hẻm 266 nó song song với con đường Vĩnh Hội này. À, và thẳng hướng Vĩnh Hội này chúng ta sẽ đi về đường Hoàng Diệu thì phải. À, đúng rồi. À, bên trái bên phải thì có những cái đường số đường mới mở sau này. Ở quận 4 bây giờ thì cũng rất là phát triển rồi, những đường xá rồi nhà cửa rất là mới, rất là sạch, an ninh thì cũng khác ngày xưa. Bây giờ đâu đâu cũng có camera an ninh hết rồi. Nên bây giờ quận 4, nếu mà cô chú anh chị đã đi lâu rồi không có về Sài Gòn thì thông qua những video ở quận 4 thì các anh chị cũng hình dung được ngày hôm nay con đường Tôn Đản cũng như con đường Vĩnh Hội cũng như các hẻm ở trong trong các con đường đó như thế nào ha. À, nãy em nói nhầm Hoàng Diệu nhưng mà đây là Khánh Hội chứ không phải Hoàng Diệu. Do đi lòng vòng trong hẻm mà đi ra đây là mất phương hướng. Nếu quẹo phải thì mình sẽ đi ra Hoàng Diệu nè, rồi Đoàn Văn Bơ, rồi Bến Văn Đồn. Sau lưng chúng ta đó là cầu Kênh Tẻ. Rồi một số hình ảnh ở con hẻm 266 thể theo lời yêu cầu của cô chú anh chị, chúng ta lại tiếp tục quay lại con đường xưa, con hẻm xưa. Nhưng mà không biết số nhà số mấy trong cái hẻm 266 đó, nên thành ra mình chỉ đi thấy cái sự thấy cái tổng quan của con hẻm thôi, còn chi tiết thì chắc phải đi bộ. Nhưng mà đi bộ thì phải có mục đích, còn không đi vô hẻm mà cầm camera chỉ lỡ ngay nhà người ta cũng nhạy cảm rồi công. Ví dụ như đi tìm địa chỉ, tìm người thân của chú Cường đó, thì mình có mục đích mình hỏi thăm người ta rất là hiếu khách. Hơi lố rồi, ủa thôi tao quẹo luôn, quẹo ngược lại luôn.
Để thôi chạy qua đó là vượt đèn đỏ nữa. Rồi mình sẽ quẹo phải đường số 45 nè. Ra Hoàng Diệu, đường nào mình cũng đường nào cũng ra Hoàng Diệu hết ha. À, đi đường này thì mình đi ngang số 31 đường 45 nè. À số 31 thì ở sau lưng nè. Qua đó. Rồi video thì cũng đã dài rồi, chắc em xin tạm dừng video tại đây. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi một số hình ảnh về con đường Công Đản, rồi cái hẻm 266 lòng vòng ra đường 45, rồi Khánh Hội, rồi Hoàng Diệu, để bà con xem, để mình cập nhật số hình ảnh của quận 4 ngày nay. Trong quá trình thực hiện video thì nếu mà có sự sai sót, thiếu sót, cô chú anh chị và các bạn thông cảm bỏ qua nha. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại, bye bye cô chú anh chị và các bạn. À, đi lên cầu Ông Lãnh nè, đi về quận Nhất. À.